Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài số 93, luyện tập chung trong sách bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang số 7 nhé. Bài tập đầu tiên, người ta yêu cầu con viết tiếp vào ô trống cho thích hợp. Diện tích hình tam giác có A nhỏ, độ dài đáy là 10 cm, chiều cao là 8 cm là. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích của hình tam giác, đó là S bằng chiều cao, S bằng chiều cao nhân với cạnh đáy rồi chia cho 2 đúng không nhỉ? Bây giờ cô và con sẽ đi làm ý A nhé. Chúng ta đã biết độ dài đáy là 10 cm và chiều cao là 8 cm. Chúng ta sẽ lấy 10 nhân với 8 rồi chia cho 2. 10 nhân 8 bằng 80, 80 chia cho 2 sẽ bằng 40 cm². Bây giờ chúng ta sẽ sang ý B nhỏ. Người ta cho độ dài đáy là 2,2 dm và chiều cao là 9,3 cm. Bây giờ muốn tính được diện tích thì các con phải để ý xem đơn vị đo của các cạnh đã trùng khớp với nhau chưa. Như ở đây độ dài đáy là 2,2 dm, còn chiều cao là 9,3 cm. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang cùng một đơn vị. Chúng ta sẽ đổi 9,3 cm, đổi 9,3 cm sẽ bằng 0,93 dm. Và bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích nhá. S sẽ bằng đáy là 2,2 nhân với chiều cao là 0,93 rồi tất cả chia cho 2. 2,2 nhân với 0,93, cô được kết quả là 2,046. 046 chia cho 2, cô sẽ được kết quả là 1,023 dm². Tiếp theo chúng ta sẽ sang ý C. Độ dài đáy 4/5 m, chiều cao là 5/8 m là. Chúng ta sẽ tính luôn, bởi vì độ dài của chúng có trùng khớp với, có đơn vị đo trùng khớp với nhau. Chúng ta sẽ lấy 4/5 nhân với 5/8 rồi chia cho 2. 4/5 nhân với 5/8, cô sẽ được kết quả là 20/40 chia cho 2. Cô sẽ rút gọn được là 1/2 chia cho 2. Cô sẽ được kết quả là 1/4 m². Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ đi làm bài tập số 2. Đề bài người ta cho là diện tích của hình thang ABCD lớn hơn diện tích của hình tam giác MCD bao nhiêu cm², xem hình vẽ bên. Để so sánh xem diện tích của hình thang ABCD lớn hơn diện tích của hình tam giác MCD là bao nhiêu cm, chúng ta sẽ phải tính diện tích của từng hình. Diện tích của hình ABCD, rồi tính diện tích của hình MCD. Rồi chúng ta sẽ dùng phép tính trừ để so sánh xem
diện tích của hình thang ABCD lớn hơn diện tích của hình tam giác MCD là 30 cm. Bây giờ cô sẽ tính diện tích của hình thang ABCD trước nhé. Diện tích hình thang ABCD là chúng ta sẽ lấy đáy lớn cộng với đáy nhỏ. Đáy lớn là 6,8 cm, cộng với đáy nhỏ là 3,2 cm, nhân với chiều cao là 2,5 cm, rồi chia cho 2. Ta sẽ được kết quả là 6,8 cộng 3,2 bằng 10, nhân với 2,5 bằng 25. 25 chia cho 2 sẽ bằng 12,5 cm². Tiếp theo, diện tích hình tam giác MDC là chúng ta sẽ lấy cạnh đáy là CD bằng 6,8 cm, nhân với chiều cao là MN bằng 2,5 cm, rồi chia cho 2. 6,8 nhân 2,5 bằng 17. Và 17 phần 2 sẽ bằng 8,5 cm². Và từ đó chúng ta sẽ đi tính phép trừ để xem diện tích của hình thang ABCD lớn hơn diện tích của hình tam giác MCD là bao nhiêu. Diện tích hình thang ABCD lớn hơn, ta lấy 12,5 trừ 8,5 bằng 4 cm², so với diện tích của tam giác ABC. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài tập thứ 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con khoanh vào chữ đặt dưới hình có diện tích khác với diện tích của ba hình còn lại. Muốn xem diện tích của hình nào khác so với diện tích của hình còn lại thì chúng ta sẽ phải tính diện tích của từng hình một, rồi chúng ta sẽ so sánh. Bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích của hình A trước nhé. Hình A là một hình vuông và công thức tính diện tích của hình vuông là hai cạnh nhân với nhau, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ ghi S của hình A sẽ bằng 4,5 nhân với 4,5 bằng 4,5 nhân với 4,5 sẽ bằng 20,25 cm². 20,25 cm². Tiếp theo, chúng ta sẽ tính diện tích của hình B sẽ bằng, đây là một hình chữ nhật và công thức tính diện tích của hình chữ nhật là ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng, đúng không nhỉ? Cô sẽ ghi 9 nhân với 6,3 sẽ bằng 56,7 cm². Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang diện tích của hình C sẽ bằng, đây là một hình tam giác
Công thức tính diện tích của hình tam giác là lấy chiều cao nhân với cạnh đáy rồi chia cho 2. Cô sẽ có chiều cao là 9 nhân với cạnh đáy là 12,6 rồi chia cho 2. 9 nhân với 12,6 sẽ bằng 113,4. Chia cho 2 sẽ bằng 56,7 cm². Đến đây thì chúng ta có thể biết được hình nào là hình khác biệt nhất so với các hình còn lại rồi đấy. Nhưng mà thôi, cô cứ tính hình tiếp theo nhé. Diện tích của hình D sẽ bằng, đây là diện tích của một hình thoi. Hình thoi sẽ bằng 4 hình tam giác cộng lại. Hoặc là công thức của chúng ta là 2 đường chéo nhân với nhau. Cô sẽ lấy 8,4 nhân với 13,5 sẽ bằng 100 rồi chia cho 2. Cô được kết quả là 56,7 cm². Và từ đây chúng ta có thể suy ra được diện tích của hình A là khác biệt nhất so với các hình còn lại, và chúng ta sẽ khoanh vào hình A. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài tập thứ 3. Bây giờ cô và con sẽ đi làm bài tập cuối cùng. Đề bài người ta cho là một hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng là 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm? Bây giờ cô sẽ có một hình chữ nhật ban đầu như thế này. Và chiều dài là 16m. Chiều rộng là 10m. Đúng nhỉ? Bây giờ người ta cho là nếu chiều dài tăng thêm 4m, cô sẽ cho chiều dài tăng thêm 4m. Đây. 4m đây. Thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm? Đúng không nhỉ? Để cô sẽ coi là H đi. E hay. Bây giờ muốn xem diện tích của hình chữ nhật mới tăng lên bao nhiêu phần trăm so với diện tích hình chữ nhật cũ thì chúng ta sẽ phải tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu này, rồi chúng ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật sau khi mà cô tăng thêm chiều dài, rồi chúng ta sẽ tính tỷ số phần trăm giữa diện tích hình chữ nhật mới và diện tích hình chữ nhật cũ, rồi chúng ta sẽ tìm được diện tích hình chữ nhật mới tăng lên bao nhiêu phần trăm. Nha. Cô sẽ tính diện tích hình chữ nhật ban đầu là diện tích cô lấy 16 nhân với 10 bằng 160m². Tiếp theo cô sẽ tìm chiều dài mới sau khi tăng thêm. Cô sẽ ghi là sau khi tăng thêm 4m thì chiều dài mới là 16 cộng với 4 bằng 20m. Từ đó chúng ta sẽ tính được diện tích của hình chữ nhật mới. Diện tích hình chữ nhật mới là
Cô sẽ lấy 10 nhân với 20 bằng 200 mét vuông. Và từ đó cô sẽ tính được tỷ số phần trăm. Giữa diện tích hình chữ nhật mới và diện tích hình chữ nhật cũ là 200 chia cho 160 bằng 1,25, tương đương với 125%. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi tính được diện tích của hình chữ nhật mới sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm. Diện tích hình chữ nhật mới tăng lên 125% trừ đi 100% sẽ bằng 25%. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi chữa bài tập của bài luyện tập chung. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.